người, mình là Hạt Tiêu đây. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn khoe với mọi người là mình đã câu được cá bóng xấu rồi mọi người ạ. Trời ơi, ghê chưa. Ok, thì video ngày hôm nay cũng là sẽ liên quan tới con cá bóng xấu. Chắc hẳn là từ hôm qua tới giờ rất là nhiều bạn đã đau khổ vì cá bóng xấu rồi đúng không? Có nhiều người là đi săn cả ngày cả đêm vẫn chưa ra được cá bóng xấu nào. Có thể là vì mọi người vẫn chưa có câu đúng cách, dùng cần câu đúng cách, dùng mồi đúng cách, cho nên là mọi người mới chưa có được may mắn đó. Cho nên là video ngày hôm nay Tiêu sẽ chia sẻ những cái mẹo giúp cho Tiêu có thể câu được cá bóng xấu nha mọi người. Thí dụ như là dùng cần câu nào nè, thí dụ như là câu ở vị trí nào, hay là dùng mồi nào thì có khả năng lên được bóng xấu cao. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Cô cô, đầu tiên thì như mọi người đã biết, để câu được cá bóng xấu thì mọi người bắt buộc là phải qua bên khu nghỉ dưỡng và mọi người phải mua một con thuyền nha mọi người. Nếu mà ai vẫn chưa có thuyền á thì Tiêu khuyên chân thành là mọi người hãy cố gắng cày tiền để mà mua cho mình một chiếc thuyền đi ạ. Thì có rất nhiều sự kiện và những cập nhật mới bắt buộc chúng ta phải sử dụng thuyền mới có thể làm được. Cho nên tốt nhất là mọi người hãy cố gắng là bỏ ra 2-3 ngày gì đó đi câu một tí để mà dành dụm được 30.000 tiền sao và mua cho mình một con thuyền nha. Ở đây là có con thuyền màu hồng và con thuyền màu xanh là 30.000 tiền sao. Hoặc là mọi người cũng có thể mua con thuyền màu xanh nin với giá là 240 kim cương nha mọi người. Tiêu thấy là cái giá này nó cũng không quá là mắc đâu mọi người ạ. Mình câu cá tầm 3 ngày là có thể mua được con thuyền này rồi mà. Tiêu thấy là khi mà làm về cá bóng xấu hay là những cái về bản cập nhật mới thì có rất nhiều bạn comment là em chưa có thuyền, em chưa đủ tiền mua thuyền, em không có tiền thì làm sao mua thuyền. Mọi người hãy chăm chỉ đi cày tiền đi ạ. À, chỉ có 30.000 tiền sao thôi. Cho nên là điều đầu tiên là cần có một con thuyền thì mới có thể câu được bóng xấu nha mọi người. Ok, sau khi đã có một con thuyền rồi thì bước tiếp theo chúng ta cần có gì nào? Bước tiếp theo chúng ta cần có một cái cần câu. Và cần câu nào sẽ là cần câu câu được cá bóng xấu tỷ lệ cao nhất? Sẽ có hai loại cần câu hiện tại ở trong game sẽ ra được tỷ lệ cá bóng xấu cao nhất. À, thực ra là ba đó, nhưng mà hai loại này là hai loại mà mọi người có thể có được dễ nhất. Loại thứ nhất đó là cần câu mỏ neo, là cần câu ở trong cái hộp bốc thăm mỏ neo đó mọi người. Cần câu đó thì tỷ lệ rất là cao, nhưng mà không phải ai cũng có thể mở ra được cái cần câu mỏ neo đó đúng không? Tại vì cái tỷ lệ ở trong cái hộp mỏ neo nó chỉ có 0.5% thôi. Và cái số người từ hôm qua tới giờ tán gia bại sản vì cái hộp đó để mở ra được cái cần câu nó cũng rất là cao mọi người à. Trong đó có tôi nha. Thì không phải ai cũng mở ra được cái cần câu mỏ neo, thì phải làm sao bây giờ, phải dùng cần câu gì để mà câu được cá bóng xấu? Thì mọi người đừng có xem thường cái cần câu mới được cái ông chú này bán nha mọi người. Ông chú này có bán 3 loại cần câu mới, đó là cần câu Silver Knight A01, A02 và A03. Mới đầu là mình cũng bị một cái sai lầm, đó là mình xem thường 3 loại cần câu này mọi người ạ. Tôi nguyên một ngày hôm qua tôi không dùng cần câu này để tôi câu, tại vì tôi nghĩ là cái cần câu xịn nhất mà tôi đang có nó sẽ hơn cái cần câu này, đó là cái cần câu gậy gỗ phép này nè, nên cầu vòng rồi đó. Cho nên là nguyên một buổi sáng, à không phải buổi sáng, cho nên là từ trưa tới tối hôm qua là Tiêu toàn câu bằng cái cần câu gậy gỗ phép không mọi người ạ. Và Tiêu không câu được, Tiêu không lên được một cái bóng xấu nào hết luôn nha mọi người. Nhưng mà tới khuya Tiêu đi săn á thì Tiêu đã bắt đầu Tiêu đổi lại cần câu, là Tiêu đổi qua cần câu Silver Knight A03, cần câu màu hồng á. Mọi thứ nó đã thay đổi mọi người ạ. Cái cần câu màu hồng này chính là cần câu đã giúp Tiêu lên được con cá voi đầu bò đó mọi người, con cá bóng xấu đầu tiên trong cuộc đời của Tiêu đó. Và Tiêu cũng thấy là có rất là nhiều bạn lên cá được bằng cái cần câu màu hồng này. Cho nên là nếu mà lựa chọn giữa ba loại cần câu thì Tiêu sẽ recommend, khuyên mọi người là nên chọn cái cần câu màu hồng này nhất nha. Thật ra là cái cần câu màu xanh lá và cần câu màu xanh dương nó cũng sẽ có cơ hội lên được cá bóng xấu cao đó. Nhưng mà Tiêu vẫn recommend mọi người là nên mua cần câu màu hồng hơn nha. Có cần câu rồi thì bước tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị mồi nha. Cái mồi nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ lên cá của chúng ta cao hơn đó. Và Tiêu xin khẳng định lại là có mồi sẽ giúp cho tỷ lệ lên cá của chúng ta cao hơn nha. Vậy thì chúng ta phải dùng mồi gì để mà câu được cá bóng xấu khổng lồ đây? Ở đây thì mọi người thấy là chúng ta có thể chế tạo ra được hai loại mồi. Loại thứ nhất đó là mồi cá thu, thì loại mồi này sẽ tăng 100% xác suất xuất hiện cá khổng lồ. Tuy nhiên là cái mồi này nó sẽ khá là khó làm, tại vì mọi người cần có cá thu, mà cá thu là mọi người còn phải đi cày đi câu cá rồi mới có được. Cái mồi mà chúng ta nên làm đó là mồi bạch tuộc mọi người ạ. Và đây chính là cái mồi mà giúp cho Tiêu lên được con cá voi đó mọi người. Thật ra là khi mà mọi người câu không có mồi á thì cũng có khả năng sẽ lên được cá bóng xấu nha. Nhưng mà có mồi thì chắc chắn là cái tỷ lệ lên được cá bóng xấu nó sẽ cao hơn. Cho nên là mọi người hãy chăm chỉ đi vào trong siêu thị mua ba loại nguyên liệu, đó chính là bạch tuộc, bột mì và nước. Sau đó thì đi ra ngay cái chỗ chú rô sòm này để mà chế tạo thật là nhiều mồi bạch tuộc nha mọi người. Hôm qua thì Tiêu chế tạo được đâu đó tầm hơn 700 cái mồi bạch tuộc này á. Tiêu câu khoảng gần 200 mồi là Tiêu lên được cái con cá bóng xấu đó mọi người. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ tất
cả những đồ dùng cần thiết để có thể câu lên được cá bóng xấu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái vị trí thật là tốt. Theo kinh nghiệm của Tiêu á, để mà câu được cá bóng xấu thì mọi người nên bơi xa bờ một tí. Như ngày hôm qua, cái vị trí mà Tiêu câu lên được con cá voi á là nó sẽ nằm ở gần cái hố xanh, đi xa hơn hố xanh một tí nha mọi người. Mọi người không nhất thiết mà phải bơi tới ngay dưới chân trời đâu, chỉ cần ở cái tầm cái hố xanh là cũng đã ok lắm rồi á. Bấm vào dấu cộng để sử dụng mồi, mồi bạch tuộc, trang bị. Đó, rồi sau đó mình sẽ thả cần thôi. Nếu mà bạn nào á, vẫn chưa có tự tin để mà câu được cá bóng xấu thì mọi người cũng có thể là sử dụng cái mồi miễn phí này nè mọi người. Mồi câu luyện tập này nó sẽ không mất tiền, cho nên là mọi người sẽ dùng cái mồi này và mọi người tập câu trước. Tại vì khi mà mọi người dùng cái mồi tập câu này á, là nó sẽ auto là ra toàn bóng xấu để cho mọi người tập thôi. Nè, tôi thả cần cho mọi người coi nha. Đó, nó sẽ lên cái bóng xấu nha mọi người. Và cái bóng xấu nó sẽ to như thế này nha mọi người. Lúc này thì mọi người có thể tập câu, cắt câu cá bóng xấu như sau. Thì lúc đầu nó cũng sẽ đớp cái mồi giống như là cá bóng 4 hay là cá bóng 5. Sau khi mà nó giật cần câu á, thì nó mới khác đi một tí. Mọi người đợi cho nó giật cần câu là tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người tiếp. Nè, sau khi mà nó giật cần câu á, thì nó sẽ kéo cái dây câu ra xa. Lúc này thì mọi người cũng không cần bấm gì hết, mọi người cứ để cho nó kéo đi. Mọi người không cần ấn nút giữ hay là gì hết, mọi người cứ thả tay ra ngoài. Rồi, khi nào mà nó giật cái cần đó, khi mà nó giật cái cần đi á, nó sủi bọt lên á, thì mọi người mới ấn nha. Khi nào mà nó sủi bọt cái sủi bọt khí lên là nó kéo đi ra xa á, thì mọi người mới ấn vào. Mọi người để ý cái ngón tay của Tiêu nè. Đó, bấm vào cái nút một lần thôi, bấm vào và thả ra liền, không ấn giữ lâu nha mọi người, không ấn 2-3 cái nha. Con cá này nó sẽ nhây rất là lâu nha mọi người. Mọi người phải, nó vờn qua vờn lại, mình chắc cũng phải là hơn 2-3 phút đó mọi người. Cho nên là khi mà câu cái con cá này là mọi người cần phải tập trung rất là cao độ luôn á. Mọi người cũng có thể là nhìn dấu chấm than ở trên đầu con nhân vật của mình, nhưng mà riêng Tiêu á thì Tiêu quen với việc là nhìn cái bóng cá hơn. Đó, khi nào mà nó kéo lên được cái cục màu đen đen như thế này nè là có nghĩa là mọi người đã coi thành công một con cá rồi đó. Tại vì bây giờ mọi người đang sử dụng cái mồi luyện tập cho nên là nó sẽ không ra cá. Nó chỉ ra cái cục này thôi nha mọi người. Cho nên là hôm qua tới giờ có mấy bạn kêu là em hụt mấy chục cái bóng xấu rồi em ra được mấy chục cái bóng xấu. Không phải đâu mọi người ạ. Tại vì mọi người sử dụng cái mồi tập câu cho nên là nó sẽ auto là lúc nào nó cũng lên bóng xấu hết. Và đó là bóng xấu pha ke thôi, đó là hàng giả thôi. Mọi người sẽ không bao giờ câu được con cá bóng xấu thiệt khi mà mọi người sử dụng cái mồi này đâu. Mọi người phải sử dụng mồi con bạch tuộc nha. Đó. Và câu bóng xấu cho nên là mọi người hãy lọc tất cả các bóng nha mọi người. Mình chỉ câu bóng 4, bóng 5 và bóng 6 thôi. Và khung giờ mà Tiêu đúc kết được sau khi mà câu được cá bóng 6 cũng như là có tham khảo một số người, khung giờ để lên được cá bóng 6 là từ phút thứ 10 đến 20 và từ phút thứ 50 đến 05 ở ngoài đời nha mọi người. Đây là toàn cảnh Tiêu kéo con cá voi ngày hôm qua nè mọi người. Mọi người ơi, mình câu được cá bóng 6 rồi nè. Lúc này đang là 0 giờ 13 phút và mình đang rất là buồn ngủ luôn á. Thì tự nhiên xuất hiện một cái bóng xấu khổng lồ tràn hết cả cái màn hình của mình mọi người ạ. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Cái bóng xấu mà mọi người coi tập với lại cái bóng xấu hàng chính hãng nó phải gọi là khác vọt lắm luôn á. Lúc đó nhịp tim tôi tự nhiên tăng lên, đã bắt đầu cực kỳ căng thẳng, tập trung vào cái bóng cá không dám thở luôn á mọi người. Tôi thề là cảm giác giống như là lúc mà tôi xem kết quả thi đại học vậy á. Cái con thủy quái này nó vờn qua vờn lại với trái tim của tôi, bắt tôi phải ngưng thở tới 2 phút mọi người. Và cuối cùng thì nhìn thấy chiến công của mình nữa mọi người ạ. Trời ơi, ngầu vậy. Nhã ví cho mọi người nè, cố lên nha, phải bắt được một con cá bóng xấu một lần trong đời nha mọi người. Tại vì cái cảm giác mà khi mọi người kéo lên được con cá bóng xấu nó phê, nó đã lắm mọi người ạ. Ok, đó là tất cả những cái mẹo mà Tiêu rút ra được sau khi mà câu lên được con cá bóng xấu. Hy vọng là sẽ giúp được cho mọi người ít nhiều trong cái hành trình đi săn cá bóng xấu này nha. Tối nay Tiêu sẽ livestream ở trên TikTok để mở tiệc và cho mọi người vào nhà chụp hình ké con cá voi này để mà hoàn thành cái nhiệm vụ sự kiện. Nếu mà bạn nào vẫn chưa làm được nhiệm vụ thì mọi người có thể vào tiệc nhà của Tiêu để mà hoàn thành nhiệm vụ này nhé. Ok, video ngày hôm nay tới đây là hết rồi. Ngoài kênh YouTube Hạt Tiêu Play này ra thì Tiêu còn có một kênh vlog là Tiêu Chi Chiêu, một kênh TikTok là Hạt Tiêu YT, Instagram là Tiêu Chi Chiêu, Facebook của Tiêu
mọi người cũng có thể kết nối với Tiêu qua những cái mạng xã hội đó nữa nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ngày hôm nay, và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem thử là ngày mai Tiêu làm video gì hay ho nhé. Bye bye.